cô chú anh chị các bạn xem cảm thấy thích muốn mua mấy bò đực này thì liên hệ em ha. Bò đực này thì thuộc về dòng đực 3B. Đây. Đực 3B nha anh chị. Thì những con đực này thì rất là mẫu kiểu, rất là đầy đạm. Chân móng xương sóc thì to. Bò này thuộc về dòng bò bô đẻ ra nha. Mấy con này là đực F1, đực dòng 1, thuộc về dòng bò bô đẻ ra nên nó rất là lực về ngoại hình. Chân móng nè, xương sóc lớn. Những bò này sau này tải trọng nó cao. Anh chị mua bò đực á, mình đừng có hà tiện anh chị, em nói thiệt. Đã nuôi dỗ béo mà mình hà tiện, mình mua mấy con bò ốm ốm gầy gầy á, biết đâu trong mình nó bệnh sẵn. Thứ nhất, thứ hai á là nó kén ăn. Còn anh chị coi mua bò đực mà nó lực như thế này, nó pin như thế này, lưng vai như thế này nè. Anh chị nuôi lẹ lớn. Cái đó là cái mà em góp ý thật sự. Còn nếu mà anh chị nào mà chúng ta khoái rẻ tiền, rẻ, thì cái đó em không có can thiệp được. Ví dụ mấy con bò người ta lưng vai nè, cấp mình nè, anh chị thấy không, đùi đít nè. Nó anh chị thấy không, có chê được không? Đó, như cặp này 33 triệu, hai con. Hai con này 33 triệu nè, con 3B này với con 3B này là 33 triệu. Chốt giá. Đảm bảo nghiêm chỉnh, chân móng đi đứng hoàn thiện, khi mà giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Đực 3B ha. Còn hai đực 3B này thì nó sẽ có những mức giá khác. Hai đực 3B này chốt giá cho anh chị giá 37 triệu 500. 37 năm. Anh chị xem. Lưng vai, đòn dài, cu giái và chân móng đều hoàn thiện hết. Và đảm bảo khi mà giao đến không đúng mẫu, không đúng ảnh, anh chị khỏi nhận bò. Bò em giao là được kiểm tra trước khi thanh toán. Bò này là bò của khách hàng, em đến em chỉ review, báo giá và cập nhật thông tin. Bà con cô bác anh chị cảm thấy thích thì bà con cô bác anh chị cứ liên hệ giùm em. Đây thì ngày hôm nay em có lên 4 bò đực và giá cả của nó thì nãy giờ em cũng có nêu sẵn rồi đó. Cặp đầu tiên này là một con đực 3B bông đỏ và một con đực 3B đen. Cặp này chốt giá cho anh chị giá 37 triệu 500. 37 triệu 500 anh chị. Đó. Còn hai con này, cặp này có giá là 33 triệu. Đó anh chị, cặp này giá 33 triệu. Nè, cặp này giá 33 triệu. Nói chung tiền nào của nấy, mình không thể nào mình so sánh con này con kia mình gặp chung được. Mình phải phân tách ra. Hai con này giá trị tại sao nó là 33? Tại vì nó không có đầy đạm bằng hai con bên đây. Hả anh chị? Mình nhìn thấy không? Rõ ràng. Em đang so sánh cho anh chị giá 33 năm. Ủa lộn, giá 33 và ba giá 37 năm. Hai mức giá trên lệch nhau 3 triệu rưỡi. Ủa 4 triệu rưỡi. Thì có lẽ là anh chị cũng biết được cái tiền nào của nấy rồi. Ở bên đây là không phải em chê nó xấu, mà em nói nó không có đầy đạm bằng bên đây. Bên đây lực pin hơn nhiều. Bên đây cũng lực, cũng pin, nhưng mà không có bằng. Ví dụ bên đây 8 điểm, còn bên đây là phải 10. Đó, thì anh chị chúng ta xem cảm thấy thích muốn mua, anh chị liên hệ em và cam kết với anh chị. Bò này là những con bò phải gọi là thuộc về dòng bò lớn con, đẻ con ra. Anh chị thấy ngắn sừng của người ta nè, nó mới ra cái mài thôi mà nó ba lớn vậy rồi. Bò này khoảng tầm 1m1 cho tới 1m15 bò ha. Tại sao khu 1m1 cho tới 1m15. Bò đực 3B em cam kết anh chị giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về ngoại hình, và đảm bảo với anh chị là mua bán an toàn. Nhưng mà với điều kiện là bò này em bán giá tại chuồng, không bao gồm phí ship. Anh chị chúng ta nghe rõ và kỹ giùm em. Nói chung là cái gì cũng vậy, thà mít lòng trước đặng lòng sau. Anh chị nào thích mua thì liên hệ, còn anh chị nào mà cảm thấy em bán giá cao hay gì đó thì anh chị có thể tìm những kênh khác. Nhưng mà với điều kiện là anh chị nên xét lại con bò của em với con bò của người ta như thế nào. Chế độ của em, chế độ bảo hành của em như thế nào, còn chế độ bảo hành của người ta như thế nào. Cô chú anh chị và các bạn nghe rõ kỹ những thông tin em cập nhật rồi hãy quyết định mình mua. Em khuyên thật. Rồi thì em bây giờ em xin kết thúc video đây. Và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở cái video kế tiếp.